Chào mừng anh chị đã quay trở lại với điện máy EcoMart. Trong video ngày hôm nay thì em xin quay lại một vài cái mẫu tủ mà hôm trước có rất nhiều anh chị hỏi em là cô giới thiệu cho anh một mẫu tủ mà dưới 20 triệu mà dùng ok. Đấy thì hiện tại bên em đang bày bán rất là nhiều cái mẫu tủ dưới 20 triệu. Đây, hôm nay thì em sẽ quay mấy mẫu này để gửi đến anh chị này. Đó là dòng tủ hai cánh hoặc 4 cánh của Aqua, giá rất là tốt. Giá sẽ dao động từ khoảng hơn 17 triệu đến hơn 18 triệu thôi. Là mình đã có một mẫu tủ side by side, mẫu tủ 4 cánh rất là đẹp, dung tích lớn, đầy đủ các tính năng. Đấy, trước tiên thì em sẽ lại gần cái mẫu này để anh chị xem được rõ hơn này. Cái model là AQR IG525MGB. Đấy, đây là mẫu tủ 4 cánh của Aqua. Mặt thì sẽ thiết kế là mặt gương sang trọng này, bằng điều khiển cảm ứng phía bên ngoài, có lấy nước ngoài. Dung tích của cái tủ này sẽ là 516 lít. Đây, em sẽ mở bên trong phía cánh tủ bên trong cho các anh chị xem. Đấy, sẽ là thiết kế ngăn mát ở phía bên trên và ngăn đông ở phía bên dưới. Ngăn mát ở trên thì sẽ là một ngăn chung, một ngăn rộng và hai cánh mở. Còn phía bên dưới ngăn đông là nó sẽ là hai cánh riêng và hai ngăn riêng. Cái ngăn đông này, hai ngăn riêng này thì nó sẽ không bị lẫn mùi. Và nó là các hộc, đều là các hộc kín. Nên nó có khay làm đá viên này. Đấy. Các khay của tủ đều là khay kính cường lực, bền bỉ, an toàn, để được cả xoong, nồi. Các cánh tủ thì đều có các khay phụ để nước, bia, nước ngọt. Đấy, các ngăn ở dưới thì đều là các hộc kín, bảo quản thực phẩm kín luôn mà nó không bị lẫn mùi này, riêng rẽ được thực phẩm. Đấy. Dòng này nó là dòng inverter tiết kiệm điện, có công nghệ là diệt khuẩn khử mùi. Đấy, và cái hay là dòng này, ví dụ như nhà mình có quên đóng cánh tủ trong độ khoảng 1 phút mà mình bị cánh tủ nó hở ấy, hoặc là mình quên mình không đóng ấy, thì nó sẽ tự động, nó sẽ có còi báo động để mình biết rằng là cánh mình quên chưa đóng tủ. Đấy, đây bảng điều khiển phía bên ngoài đây. Bảng điều khiển cảm ứng cực kỳ dễ sử dụng. Đấy, mẫu này thì đang bán giá rất là tốt, có 18.290.000. Tiếp đến thì sang mẫu bên đây sẽ là mẫu 525. Dung tích sử dụng cũng là 516 lít. Đây ạ. Mẫu này là mẫu 4 cánh. Dòng này thì nó khác cái mẫu ở bên tay trái này. Mẫu này có lấy nước ngoài, mẫu này thì không có lấy nước ngoài. Còn các tính năng và nội thất bên trong tủ thì giống như nhau. Đây ạ. Nội thất bên trong giống hệt nhau luôn. Mẫu này là mẫu không có lấy nước ngoài. Giá là 16.490.000. Còn mẫu lấy nước ngoài giá là 18.290.000. Tiếp đến này sang một mẫu khác, đó là mẫu 696FS. Đây. Mẫu này là dòng side by side, hai cánh. Dung tích sử dụng thì lớn hơn, dung tích là 628 lít. Đấy, dòng side by side hai cánh mở. Cũng thiết kế mặt gương sang trọng. Phía bên trái là ngăn đông, phía bên phải là ngăn mát sẽ lớn hơn. Ở trên cũng có các khay. Cả ngăn đông, cả ngăn mát đều có các khay. Phía dưới là các hộc tủ kín, có khay làm đá viên. Đấy, mẫu này thì giá rất tốt, đang có giá là 17.590.000. Mẫu này nó có thêm cái chức năng là chức năng holiday ấy, ngăn ngừa ẩm, nấm mốc. Rất là đẹp, cũng thiết kế mặt gương sang trọng. Mẫu này thì không có lấy nước ngoài.
17.590. Thế vừa rồi là 3 mẫu tủ tầm giá dưới 20 triệu, trong khoảng giá là 17 đến 18 triệu. Rất là đẹp của Aqua, đang được bày bán tại điện máy Ecomart. Để biết thêm thông tin về sản phẩm thì anh chị liên hệ đến hotline 0974178586 hoặc là truy cập trực tiếp vào trang web của ecomart.vn. Video em xin tạm dừng tại đây. Em cảm ơn anh chị.